Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Sốc Sunmin. Hiện tại bên em đang soạn một đơn hàng là hai máy biến tần hòa lưới bám tải Hypontech. Ở đây là mỗi một máy công suất là 6.500W. Thì khi mà khách hàng mắc song song hai máy, chúng ta sẽ được giống như một máy 13 kg luôn nhé. Bên em đang làm cho khách hàng một cái tủ để tích hợp sẵn các thiết bị cho cả hai máy luôn. Bình thường nếu mà chạy những máy riêng biệt ấy, thì chúng ta chỉ cần một hàng trên này thôi. Đây, bên này đang có đánh dấu thiết bị rồi này, cái trên này đang in. Chỗ này đang bấm dây nhé, dây DC này, còn dây AC và meter rồi CT bám tải đang bấm cho khách hàng cả rồi. Khách hàng chạy song song hai máy bởi vì nhu cầu chạy ban ngày, khu vực này khách hàng lắp đặt thì ban ngày nhiều, sử dụng nhiều, tải thường trực trên 10 kg và mỗi một tháng thì chi phí cho phần tiền điện lên tới 8 đến 9 triệu đồng. Và việc hỗ trợ lắp hai máy như thế này thì chúng ta sẽ cắt giảm được cái phần tiền điện bậc thang, hỗ trợ giảm ban ngày. Nếu mà chạy thường trực tải lớn ấy, thì có thể giảm lên tới 5 đến 6 triệu một tháng tiền điện. Hệ thống này không lưu trữ nên là chi phí đầu tư ban đầu tương đối thấp. So với hệ 13 kg mà hòa lưới bám tải thì chi phí thấp hơn rất là nhiều so với những hệ thống hybrid có lưu trữ. Đây là cái tủ đôi bên em làm cho khách hàng này. Cái này cho máy 2, trên này cho máy 1 nhé. Thì chúng ta cũng đấu tương tự cho từng máy riêng biệt thôi. Nó sẽ có một át AC, một chống xét AC, hai cái át DC và hai chống xét DC. Mỗi một máy thì nó sẽ có hai cổng vào pin mặt trời này. Máy này thì máy 6,5 kg nhưng mà cho phép đấu lên tới 8 kg pin mặt trời. Chúng ta có thể đấu tối đa cổng 1 4 kg, cổng 2 4 kg. Đây là cái AC đầu vào này, thì mỗi một máy đều có một át AC riêng biệt, hai chống xét AC. Bên dưới đây nhé. Bên trong bên em câu dây cho khách hàng này. Đây cái nắp tủ bên ngoài thôi. Chỗ này là những cái rắc 1C4 cắm từ tủ qua máy. Đây những cái dây này, dây chống sét bên em đấu chung rồi này. Thì khách hàng cấp lần lượt cho từng máy giống như những video mà em đã chia sẻ cách hướng dẫn đấu nối hòa lưới bám tải Hypontech mà từng máy riêng biệt đấy. Còn bây giờ là hai máy chung thì chúng ta chỉ việc lắp máy gần nhau và CT thì cũng kẹp chung vào một dây. Meter thì đấu riêng cho từng máy, mỗi một máy đều có meter bám tải, CT bám tải riêng. Hòa lưới bám tải có nghĩa là nó sẽ không đẩy lưới mọi người nhé. Trong cái thời điểm này, ở bên điện lực người ta tạm thời chưa có chính sách mua điện từ hệ thống điện mặt trời. Nên là chúng ta chỉ tính toán làm sao cái lượng điện mặt trời phát ra nó bằng hoặc là thấp hơn tải là sẽ phù hợp. Nếu mà thiếu thì nó lấy điện lưới bù vào. Giả sử như hệ thống này khách hàng lắp tối đa là 13 kg đấy. Khi mà công suất lớn nhất giả sử cho là nó phát ra 13 kg. Nhưng mà chúng ta dùng lên tới 18 kg. Thì nó chỉ kéo 5 kg ở bên điện lưới nó bù vào thôi. Còn nếu mà chúng ta khi mà hệ thống phát ra 13 kg mà chúng ta dùng dưới 13 kg. Thì nó sẽ triệt tiêu cái phần đó đi, không đẩy lưới. Khi mà có chính sách mua lại điện của nhà nước ấy, thì chúng ta vẫn đẩy lưới. Chúng ta gỡ cái phần bám tải ra là chúng ta đăng ký điện lực là vẫn bán điện bình thường. Còn thời điểm này thì đa phần anh em lắp bám tải. Những hộ gia đình mà sử dụng nhiều vào ban ngày không cần lưu trữ, bởi vì lưu trữ thì đầu tư ban đầu hơi cao, thì lắp hệ thống hòa lưới bám tải rất là phù hợp. Hòa lưới bám tải thì nó phải cần kết hợp giữa cả nguồn điện lưới ổn định và nguồn pin mặt trời thì nó mới chạy được, nhưng mà nó sẽ luôn luôn ưu tiên năng lượng mặt trời, cấp cho tải trước, khi nào thiếu thì mới lấy điện lưới nó bù vào nhé. Em đã có một vài video ở phần trước chia sẻ rất là chi tiết cái nguyên lý hoạt động của hệ thống này rồi và những combo lên cấu hình. Hòa lưới bám tải thì giá nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 10 đến 11 triệu cho hệ thống. Ví dụ 3 kW thì nó sẽ khoảng tầm 30 đến 32 triệu. Còn 6 kW thì khoảng tầm 60 đến 65 triệu thôi. Chi phí nó tương đối dễ chịu, khoảng bằng một nửa so với hệ thống hybrid có lưu trữ thôi. Nhưng mà gia đình nào mà dùng nhiều ban ngày với cả tiền điện cao thì chúng ta nên đầu tư. Còn nữa thì vẫn tham khảo những hệ thống hybrid nhé. Bên em đang tiến hành bấm dây và giao hàng cho khách hàng. Hai máy Hypontech 6,5 kg. Máy này giá chỉ có 11.500.000 mà bảo hành lên tới 6 năm mọi người này. Bảo hành 6 năm, chạy tản nhiệt tự nhiên không quạt gió nhé. Dùng hòa lưới bám tải ban ngày rất là hiệu quả. Đây là một cái tủ đang đấu cho khách hàng. Rồi anh em quan tâm cần tư vấn về những hệ thống điện mặt trời, có thể liên hệ bên em qua số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0375 122 365 mọi người nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.